thưa quý thính giả đây là một thời sự trong ngày trong ngày thứ năm 16 tháng 4 năm 2020 những tin tức quan trọng trong ngày hôm nay là chuyện người Mỹ biểu tình đòi quyền đi làm trở lại phản đối lệnh đóng cửa hàng loạt những cuộc biểu tình đã diễn ra ở Hoa Kỳ trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 4 những người tham dự các cuộc biểu tình đã đòi quyền đi làm trở lại phản đối lệnh đóng cửa Số người tham dự các cuộc biểu tình từ hàng chục ngàn người ở tiểu bang Michigan xuống đến khoảng 100 người ở các tiểu bang như Virginia, Kentucky, Ohio. Những người biểu tình đòi quyền đi làm lại để sống còn. Nhiều người biểu tình còn nói là sự nguy hiểm về đại dịch COVID-19 có thể sẽ không khiếp đảm hơn nếu lệnh đóng cửa tiếp tục kéo dài. Người người thất nghiệp, cơ sở thương mại phải đóng cửa, tình trạng nợ nần chồng chất. Trong bản tin ngày thứ Năm 16 tháng 4, Đài truyền hình CTV cũng tin đoán là sẽ có hàng ngàn cơ sở tiểu thương ở Canada sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn. Chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại này đã quyết định cho đóng cửa luôn như trường hợp nhà hàng Ý Vesovio, pizzeria and spaghetti house. Nhà hàng Ý này ở Toronto đã mở cửa từ năm 1957, tức là 63 năm qua. Và bây giờ đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng đến nay thì chủ nhân của nhà hàng đã quyết định là sẽ cho đóng cửa luôn. Theo bản thăm dò dân ý của tổ chức The Canadian Federation of Independent Business, thì 22% các tiểu thương ở Canada đã không kiếm được một xu lợi tức nào trong suốt thời gian qua đang có đại dịch. Tại Âu Châu, nơi mà đại dịch COVID-19 diễn ra sớm hơn ở Bắc Mỹ, nhiều quốc gia đã chuẩn bị việc cho mở cửa lại một phần quần máy của nền kinh tế. Đan Mạch cho mở cửa lại các trường học, Cộng hòa Tiệp Tây Ban Nha Áo cũng cho mở cửa lại một số cơ sở thương mại nhỏ. Và mới đây thì bà Thủ tướng nước Đức cũng đã để đồng, uh, chuẩn bị cho mở cửa lại các cơ sở thương mại vào ngày hôm nay thứ Năm, 16 tháng 4. Tại Hoa Kỳ hiện có những tổ hợp của các tiểu bang miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ chuẩn bị cho việc hủy bỏ một phần lệnh đóng cửa. Trong khi Tổng thống Trump đã nói là tình hình đại dịch đã không còn gia tăng và ông muốn mở cửa lại những hoạt động thương mại càng sớm càng tốt. Tại Canada, trong hôm thứ Tư ngày 15 tháng 4, bà bác sĩ Theresa Tâm, giám đốc y tế y tế liên bang đã nói là cuối cùng cũng có những tin vui khi số người bị nhiễm và chết vì COVID-19 ở Canada đã chậm bước. Theo bà sĩ thì hiện nay số người nhiễm COVID-19 đã gia tăng gấp đôi trong vòng 10 ngày so với tỷ lệ gia tăng gấp đôi trong vòng mỗi 3 ngày trong thời gian giữa tháng 3. Người dân ở Canada tuy tuân lệnh phong tỏa của chính quyền nhưng họ cũng mệt mỏi và muốn đi làm lại. Nhiều chuyên gia tâm lý cũng nói là nếu tình trạng là phong tỏa tiếp tục kéo dài, số người bị bệnh tâm thần sẽ gia tăng. Theo Thủ tướng Justin Trudeau, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không bình thường trở lại cho đến khi các nhà khoa học tìm ra những thuốc chủng ngừa COVID-19. Hiện nay có hàng chục nhóm các nhà khoa học, các công ty dược đang nỗ lực tìm kiếm thuốc chủng ngừa. Những hy vọng thế giới sẽ khuất phục được coronavirus đã tràn trề trong ngày hôm qua thứ Tư 15 tháng 4. Sau khi nhà khảo cứu hàng đầu của nước Anh cho biết là một loại thuốc chủng COVID-19 sẽ được thử nghiệm trong tuần tới và các nhà khoa học này đã tin tưởng là cuộc thử nghiệm sẽ thành công và thuốc chủng ngừa này sẽ được tung ra thị trường vào mùa thu năm nay. Các nhà khoa học của đạo, khảo cứu của trường đại học Oxford đã thử nghiệm loại thuốc chủng này trên thú vật và đã có dấu hiệu thành công. Ngoài thử nghiệm của trường đại học Oxford còn một cuộc thử nghiệm trên người sẽ diễn ra tuần tới ở Trung Quốc và hai cuộc thử nghiệm khác ở Hoa Kỳ. Nói về tình hình của Canada thì những người làm trong ngày có tin vui cho những người mà có lợi tức kém, những người làm việc part thai bán thời gian và làm theo mùa như là những người làm việc ở các các ngư phủ cũng sẽ được tài trợ 2.000 đô la một tháng tuyên bố tại Rideau Hall trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 4 thủ tướng Justin Trudeau cho biết là những người làm bạc thai những người chỉ làm theo mùa nhưng ngư phủ vẫn có thể xin tiền giúp đỡ khẩn cấp vì đại dịch chứ không cần phải là người làm full time với số lương 12 tháng trước đây trên 5.000 đô la đây là điều tìm vui cho những người chỉ có việc bạc bạc thai những người mà làm nhiều việc bạc thai vì không kiếm được việc full time. thủ tướng Trudeau cũng nói là những người vừa hết được trợ cấp tiền thất nghiệp cũng sẽ được lãnh tiền tiền trợ cấp trợ giúp này cũng theo thủ tướng Trudeau thì sẽ còn nhiều biện pháp cứu nghi cho mọi người trong thời kỳ đại dịch và sẽ được công bố trong những ngày sắp tới thủ tướng Trudeau cũng nói là ông sẽ tìm cách gia tăng lương cho các nhân viên làm việc trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 kể cả những nhân viên làm ở các nhà dưỡng lão mà số lương những người này có thể ít hơn 2.500 đô la một tháng. Ta có biết hiện nay là số người nhiễm bệnh COVID-19 phần lớn trên thế giới phần lớn là ở trong các nhà già và một số người chết như là tỉnh bang Ontario này thì một phần, phân nửa số những người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario là những người sống trong những cái nhà già dưỡng lão trên 6 chục nhà già dưỡng lão ở bên tỉnh bang Ontario. bên lớn những người chết thì chúng ta biết là những cụ ông cụ dạ uh, bà Canada ở những nhà dưỡng lão ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec và đa số những người chết này thì trên 65 tuổi và những người có bệnh mãn tính thì bây giờ nói về vấn đề mà Covid 19 thì thế giới không còn tin vào những gì Trung Quốc công bố sau trận đại dịch Covid 19 trên báo Daily Mail ở bên Anh thì hôm có một vài nhận định rất đặc sắc về những giả dối của chính quyền Trung Quốc đối với cộng đồng thế giới. Sir John Sower, nguyên là giám đốc cơ quan tình báo Anh M16, đã nói là Trung Quốc đã tìm cách giấu giếm những thảm trạng xảy ra ở Vũ Hán khi trận đại dịch bắt đầu với sự trợ giúp của ông giám đốc cơ quan y tế thế giới WHO là người là người làm là người mà người ta cho là ông này là tay sai của Trung Quốc sau khi Trung Quốc đã hỗ trợ đưa ông này lên chức giám đốc Ông Lord Hager, cựu, bộ trưởng ngoại giao của chính quyền Anh cũng khuyến cáo là chính quyền Anh không nên tin những gì Trung Quốc đưa ra và không nên dùng công ty Huawei tham, tham dự vào việc thiết lập hệ thống viễn thông tương lai 5G cho nước Anh. Số người Mỹ tức giận vì những sự tàn phá của COVID-19 trong cuộc sống của họ đến từ Trung Quốc ngày một tăng. Trung tướng Mark Master, cựu cố vấn an ninh cho Tổng thống Trump, đã nói là đến lúc người chúng ta là những người Tây phương phải dẹp bỏ những ảo tưởng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tướng Mark Master cũng nói là trận dịch Covid-19 đã cho thấy thế giới thấy bộ mặt của chính quyền Trung Quốc, một chính quyền uh, cai trị dân bằng cảnh cảnh sát độc tài và càng ngày càng hung hăng với thế giới bên ngoài, đàn áp những người biểu tình đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông thiết lập những trại giam để giam giữ những người duyên ngu nhĩ và tìm cách uh, uh, tận diệt cái uh, dân dân chúng uh, uh, người thiểu số này và tìm cách lấn chiến biển đông như chúng ta hiện thấy hiện nay đối với Việt Nam và cũng trong trận đại dịch người ta càng nhận ra Hoa Kỳ là một quốc gia bất bình đẳng Hoa Kỳ còn là một quốc gia có những khoảng phân chia rất lớn giữa những người giàu và những người nghèo người ta thường nói đó Hoa Kỳ là nơi mà rất là, là thiên đường cho những người có tiền và là một nơi khổ sở cho những người không có tiền, nghèo đói mà phần lớn là những người da đen và những người uh, minority những người thiểu số theo tổ, tổ chức kinh tế hỗ tương thế giới OECD thì sự phân chia giữa giàu và nghèo nước Mỹ là tình trạng này nó chỉ đứng trên đức bảo gia lợi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đây Cơ chí lợi, tức là rất là đứng hàng thứ 175 trên số cộng tổng số những quốc gia mà không có nạn kỳ thị cũng là sự phân chia giàu nghèo và chúng ta thấy trong trận đại dịch này thì phần lông những người bị chết trong trận đại dịch là những người nghèo không có bảo hiểm y tế và bị những bệnh mãn tính tại vì không người nghèo thì người ta không có thể có tiền đi thăm thêm bác sĩ à, hàng hàng năm và vì thế và họ bệnh tật họ càng ngày càng trầm trọng người ta không bác sĩ không thể khám phá ra được và chữa trị cho những người này khi mà bệnh mới bắt đầu theo thống kê thì 32% những cư dân ở tiểu bang Louisiana là những người da đen nhưng mà những người da đen này chết chiếm 70% tổng số người chết vì COVID-19 ở tiểu bang này 72% những người chết vì COVID-19 ở thành phố Chicago là những người da đen à, cuối cùng chúng ta nói đến vấn đề nguồn gốc của COVID-19 đến từ đâu À, thưa quý thính giả theo báo Daily Mail thì nguồn lan truyền của đại dịch Covid-19 có thể đến từ loài rơi hình móng ngựa sống ở vùng rừng núi Vân Nam cách Vũ Hán khoảng 1.600 cây số Viện nghiên cứu virus Vũ Hán với số tiền tài trợ 3.7 triệu Mỹ Kim đến từ Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ sau đã nghiên cứu những virus lan truyền ở loài rơi sau khi trận dịch xa bắt nguồn từ Trung Quốc và lan tràn trên thế giới vào những năm 2002-2003. Nhiều nguồn tin cho là nguồn gây bệnh COVID-19 không phải bắt nguồn từ chợ bán thú rừng Vũ Hán, nơi cách không xa trung tâm thử nghiệm của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán. Nữ khoa học gia Ji Li, người được mệnh danh là người rơi của Trung Quốc, là các là khảo cứu gia chuyên môn khảo cứu về các loài virus của ở trên loài rơi, đã được điều động đến Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán vào tháng chạp năm ngoái 2019, khi có những dấu hiệu của đại dịch COVID-19 bắt đầu. Trong vòng 3 ngày sau như nhậm chức, nữ khoa học gia này và nhóm nghiên cứu đã tìm ra những chuỗi phân tử di truyền của loài virus COVID-19 tương tự như chuỗi phân tử di truyền trong virus tìm thấy từ loài rơi hình móng ngựa vào ngày 2 tháng riêng năm 2020. Nhưng những khám phá của bà đã không được cho công bố ngay. Dân biểu Hoa Kỳ Matt Gaetz đã nói là ông ta cảm thấy ghê tởm khi biết chính quyền bị đã tài trợ cho việc nghiên cứu virus của những loài rơi dẫn đến việc lan truyền của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Trong, trong, hôm thứ Bảy 11 tháng 4, ông Anthony Bellotti, chủ tịch của tổ chức bảo vệ thú vật White Coat West, đã lên tiếng đả kích việc Hoa Kỳ tài trợ cho việc dùng những loài thú rừng trong việc nghiên cứu và cho là những con rơi bị cho nhiễm virus sau đó đã được người đem ra bán ở chợ thú rừng gần đó. Cũng có nguồn tin cho là các khoa học gia ở Viện Nghiên cứu Văn Vũ Hán đã nuôi những con coronavirus này trong ống nghiệm và chích vào những con heo mới sinh 3 ngày để thử nghiệm. Nguồn tin đó cũng cho là nhiều quốc gia trong khi thử nghiệm đã bị nhiễm coronavirus khi vì máu của những con heo được thử nghiệm có chứa virus bắn vào người và sau đó lây ra cho những người khác. Thưa quý thính giả của Thời báo Radio, chúng tôi xin tạm ngưng một điểm tin hàng ngày ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong những mục tin điểm tin kế tiếp.